Hát nữa đi em, lỡ ngày kia sông cạn đá mòn. Hello mọi người nha, chào mừng các cục vàng đã trở lại với kênh của Nguyễn Hải. Cho anh số điều muốn gà muốn đội quần với người ta. Nói chán nản cuộc đời chứ. Hiền quá, chúng lên cầu chúng ngồi vậy, giữ xuống. Hello mọi người nha, nhớ giữ sức khỏe mùa dịch nha mọi người. Sự ra đếm gà bạn kêu mình căng tem đi, mình lo cho người ta. Rốt cuộc mình là người bị chôn. Con mệt mỏi lắm mẹ, con biết cái cả lắm quá. Giờ đứa ra tại một người lạ. Chắc con người chịu đựng có giới thiệu mà đúng không? Thì bữa nay mình có một cái trò để mình căng tem á bạn. Các bạn cũng muốn căng tem cái gì? Thì có, mình tại vì mình không muốn chơi thôi. Mình thương mấy đứa, mình không muốn chơi thôi. Trời nghe cái xạo ghê. Thì cái trò cho này phải cần có áo mưa mình mới cho được nha mọi người. Có áo mưa mình mới cho được nha mọi người. Cái giỡn như bạn, phải có áo mưa mới được. Thì hôm nay mình sẽ có một cái trò để mà liên quan tới khoa học. Tại đó mình có học lịch sử bạn, mình nhìn cho khoa học đó bạn. Thì cái trò này phải có gió mưa. Thì mấy bạn biết đá khô không? Đá CO2 á, đá đó chỉ là tạo khói thôi chứ nó không có độc hại gì hết trơn á. Thì mình có đặt mua hai cục. Hai cục đó nó ra 2 kg. Thì 2 kg đó mình để trong tủ lạnh, sáng lại còn có 400 g. Hào quá hào. Nhưng mà thôi. Mấy bạn yêu cầu mình cũng đáp ứng thôi đúng không? Thì bây giờ có nhiều kênh giả đó mấy bạn ơi. Thì mai mốt á mình sẽ cố gắng nhắc nhở mọi người đừng có đăng ký cái kênh giả nữa, quá nhiều rồi. Chỉ có 4 kênh thôi, là kênh Nguyễn Hải, Nguyễn Hải Official và kênh của Dương Cảnh và Nguyễn Official, là chỉ có 4 kênh thôi. Bất cứ kênh nào cũng không có nữa trơn đó mọi người. Thì các bạn gặp kênh đó các bạn cứ ghi bóp đi. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu cái trò chơi đó. Mình kiếm chỗ mình chơi nha mọi người. Chơi chơi chỗ cũ á, người mới đứa biết hết trơn, biết thấy mình giấu cam hết trơn. Mình kiếm chỗ mới để mình chơi thôi nha. Đợi mình xíu. Mình cầm lấy đá khô các bạn. Chắc nhiều bạn cũng biết đó này nè, nó chỉ là có để nước và nó tạo khói thôi, thì cũng đơn giản thôi, tại vì mình không có tủ lạnh các bạn. Nghèo quá tiền mua tủ lạnh nè. Đèo tiền. Hai cái bự lắm bạn, rồi xong luôn tao một xíu luôn. Chúng ta còn không biết mình chơi gì nữa. Ua còn các bạn ơi đây nè, còn. Ok. Bây giờ mình sẽ bắt đầu. Chuẩn bị cho anh nha mọi người. Bạn mình chút. Bây giờ mình tới số thì mày với tao nè con. Bữa nay tao mà cho anh mày hát bài cho mày luôn. Này mượn nhà bốt cho anh bạn. Để có bằng ghế sẵn nè. Bốt ơi, mượn nhà nữa nha. Các bạn mình đợi mình chút nha. Mình sẽ chuẩn bị để nước và đá vô cho bạn xem có hiệu ứng Columbus nó như thế nào. Bây giờ mình sẽ thảy một thử coi hiện tượng như thế nào các bạn. Ủa nè, thấy ghê chưa? Nói các bạn giống như khoa học không? Cái cắt này ta gọi là Sumogit Gudando các bạn. Thiệt luôn á đó. Đó tại vì mình học lịch sử nên mình gành khoa học lắm các bạn, thấy không? Đó, thấy ghê chưa? Này là Clomo nhắc sắc Clomo nhô. Đó, ghê không? Thôi giùm lấy ra bạn ơi, để mình bọc cái cắt nở đợi ra mình lấy vô. Bây giờ mình sẽ bắt đầu giấu cam và chuẩn bị cho nha mọi người. Cái tá nè, ghê không? Mày ăn mày y như mấy con cá tra ăn móng dưới sông vậy đó, tao nói thiệt, mày nín cho rồi đi. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ giấu cam đây, chuẩn bị điện tụi nó ra nha mọi người. Alo. Ừ, giờ này còn ngủ nghe gì đó trời. Ra đây nè, bữa nay mình không có cho đi chân, mình không ống thần đi chân. Hôm nay mình sẽ làm chủ đề liên quan thứ khoa học. Để con ngủ mấy đứa ra đi. Ờ, ra kêu tụi bé rồi ngủ như heo, điện không mất máy rồi. Rồi. Cái này bão mưa nha mọi người, chứ không có mưa nó không tin đâu. Trời nắng rồi, mưa dần, giờ là 9-10 giờ mà có mưa chắc bị điên chắc luôn. Thank you.
A few moments later. Sao mở môn anh Hải? Vậy. Trời. Coi nè. Ở đây coi gì vậy? Ôi tôi coi kìa. Cái gì vậy? Vậy. Acid chloride của Golden Doe đó ông nội. Gì trời. Đụng nước là do anh ngọn tay đứt tay của cùi không đóng cố. Acid sao ngồi chơi? Giờ là khoa học mà, đừng đụng tới. Rồi có mưa đâu, đỡ mẫu mưa cái gì? Rồi nó văng. Rồi nãy nãy sao sao? Văng da nó sao? Lấy ghế rồi. Văng da nó sao? Lấy ghế rồi, lấy ghế rồi. Tại vì hết trơn này, tụi này ghê lắm. Cái ba ghế ra đi. Cái này acid rồi, cho nó nghe. Acid. Acid chloride vậy đó. Ờ đúng rồi đó đó. Acid chloride tạo ra H2PO rồi. Ê, giống giống khói mấy người mà trên tiên cảnh đó. Cái này đó đi đầu thai luôn không đúng rồi phải rồi nhìn cái khói gì giống có đại cái này là nó sẽ ăn cùi vô ăn vô cái móng luôn và ăn sẽ lòn lòn tới con chim luôn trời ơi ghi trời đầu học hai trứng giấy luôn không nội câu là trời đó để chị trứng giấy nó ăn luôn luôn tại vì trứng giấy dài quá nó ăn nổi rồi 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 ơi nếu mà nó ăn gì không đưa cái mặt ra đi đó thôi ăn cái mặt tại có sức thuốc rồi sức thuốc ở nhà rồi nó không bị rồi biết rồi mặt dày ra nó nổi không sao quá học quá thuốc thuốc làm cho mặt da mặt bị dày chứ không mùi anh rồi làm gì chi ạ vậy gì vậy tại vì bữa nay mình sẽ làm một chủ đề liên quan tới khoa học mình nói cái trò cho nó bình thường quá vậy anh ăn nó khói nó sao tại vì bữa nay mình sẽ làm này nữa để mốt để quay em đỡ bỡ ngỡ rồi cái này là nó bị dính vô da là nó ăn mòn thiệt à đúng rồi ăn mòn xong còn cái tới mắt xương á xong rồi cái nó bị rụng luôn nên trời rồi nãy nó nghe còn cái giá cũng giá dài quá mình bỏ nó bỏ ở đâu vậy bỏ ở ngoài cái chỗ bỏ luôn nếu mà đặt chúng người nó sẽ ăn ăn mòn da mình sẽ gây nên hiệu ứng là bị đứt dây kính trời muốn gì anh biết sao em thôi đừng chơi đụng tôi à đừng kỳ lắm trời chắc chắc mẹ không lắm thứ 15 đời nhà Minh đệ tử của phái Võ Đường Dân Phi Dương luyện thành công bộ môn Thiên Tầm Thần Công đạt tới thiên nhân bậc nhất cảnh giới cũng trong năm đó môn chủ sao mà chạy vậy anh coi về bệnh luôn ai nhìn thấy mà thấy à chơi này là nguy hiểm lắm chơi này giống như phù thủy chơi này kêu ta lại coi làm gì mà muốn tùm lum chơi thấy nó ghê chưa thấy rồi là đầu thấy đúng không là gió bay luôn ôi sao acid mình để vô nước sao ra khói ta tại vì acid nó liên quan tới nó sẽ hồi hướng khoa học nó được đưa sắt H2O với đặt thành nó sẽ hiệu ứng thôi được rồi cho cái đài HTBO bên HTBB 7 cái đài mình chụp hình coi chụp hình những chương trình đó là cái chân đầu đi cơ cái này đang nấu canh hay là đang diễn hài vậy anh đang chuẩn bị là ra một cái để ăn mới điệu đậu hú là sao rồi khôn chết rồi anh già nó ghê vậy có khi nào hết vô nó vô lỗ mũi nó hay sức lỗ mũi không trời có thích thuốc rồi nó cái thuốc đó dằn vô mặt không nó thẳng là phá học với cái này thẳng là phá học rồi không bao giờ ảnh hưởng nó đưa vô hồi nó teo hết trơn xong tại sức hết trơn sức tới đụng dưới luôn rồi là có thuốc ai thuốc nó sức dày ra hay gì thuốc tức là nó khi mà đưa vô gọi không nó sẽ tiết ra một chất nhờn khí độc thải ra ngoài lại không giống như thải nữa rồi này giáo sư này thứ rồi cái người không càng nghe sẽ bốc mùi lên để không có mùi đúng không mà ông ném ném vừa ăn chưa tao phải nấu canh thôi đừng ném một cục điện bây giờ mới ra vậy ấy nó bay kìa rồi em làm thuốc á dính vô là nó bị ăn mòn da đó trời trời người con trai ăn còn có đụm hay con gái mới ăn còn hai cái mép bố chuyện ghê quá bậy quá em gấu thì trời nghĩ nó bậy bạ gái gái sao mấy gấu không hả tôi thích vô thì mình thích vô ở bên ngoài đi được gái là chị có lắm gấu thích vô thích vô ở anh thích vô anh ơi em ngồi ngoài đó sẽ bị ảnh hưởng tới em thích vô rồi chừng nào mới làm khoa học anh để khoa gì đã ba anh gỡ ba anh mua cái màu cái tôm để vô đây mình nấu uống cua chơi nội em nội rồi nó ăn cái mòn chiến giấy nó uống cua nội với ăn này nguy hiểm độc lắm mà đừng chơi rồi làm khoa học tại sao nó bọt mà lên đục chứ không phải là lên châm như đúng rồi nó sẽ nó có sao hoài vậy là chừng nào mà ăn lủng với cái này thôi giờ ăn lủng bình thường hao quá luôn rồi thôi đúng rồi ngày ngày em đi tao lại nghĩ mày cái gì nè chắc nó nóng lắm anh có muốn gì hỏi trả lời chưa chắc nó nóng lắm nha không có nóng khi mà đụng tay vô á khi mà đưa lên sẽ phỏng nè phỏng lạnh hay là sao phỏng lạnh hay phỏng nóng phỏng động nắm gì chân thôi tưởng đụng vô không thôi cái tay đó anh ơi cái này nó lên khó chừng nào hết thì chị nào ăn mòn cái thùng này hết tại vì da chúng da mình sẽ ăn mòn ở trong á rồi bữa nay mình thấy cái khoa học này nó không có được cái gì trên tự nhiên á ăn mòn xong rồi giới thiệu gì đó mình có đánh gan á mình ông chơi gì cũng chơi cái này nguy hiểm với bà luôn đụng như mình chơi không được kêu với tôi đi chơi làm gì thì mày mốt anh em mày mốt có gì đó liên hệ tôi đi chơi đi nó mai tôi như cái này nè mấy tôi làm gì bánh ghen nội nó mai mấy người pha mà cười như sao thì đứng pha nữa
xuống. Ta ăn ngon mà nó còn cái cục. Hỏi này trả lời cho tại anh sẽ anh là người tạo ra anh biết được trả lời cho mình. Cái này tao qua học rồi. Hỏi đi ai hỏi. Rồi uống này vô nó có tốt cho tiêu hóa không? Nó sẽ ăn mộng đít. À quên nữa. Khi mẹ ra không giờ gặn được. Ngọn cái gì tao ăn gì? Ra cái mộng luôn. Cái này có chị ơi miệng không? Này hả? Ừ. Nó không vậy hoa miệng nhưng mà bị ghé miệng. Cho tôi béo mà sớm vô nó hôn quá. Nếu mà bị hoa miệng phải không? Chỉ cần lấy cái này nước này tha vô chân. Nó sẽ ăn cùi hết cái mỏ nhưng mà dặn con thối. Cái gì vậy? Chỉ là nó ăn mòn cái này. Ăn tàu đánh này là ăn mòn cái là chị. Không mà thuốc này có chị thuốc ngậm nữa không? Uống là hết ngậm không? Còn chỉ có cắm luôn. Rồi, nghẽ, húp vô miếng thôi. Tại chỉ có cắm luôn bị ngậm thôi. Thôi, nước đi. Nước này. Nước đi. Ừ để nước cắn thủng tới đây luôn á. Trời ơi trời. Nó hay nước mà nó. Ông chào gơ, ông chào. Ê, nãy vô chào gơ là chào. Nãy có pha nước cho ta không sao. Thôi. Ta lấy rồi. Để rồi đút thử. Ai dám đâu rồi. Không hút rồi hút cũng chín mươi. Rồi dán mặt bây giờ. Dán cái mặt bây giờ. Đâu. Chờ nhìn thấy tao tha thuốc đó. Sao? Ai vậy là tha thuốc không có sao. Sao cho biết thuốc đi. Để nhà rồi. Gì? Để nhà không đủ qua mấy tu ra đây. Là phải có chơi cái chắc là quyên quân dịch chứ. Chỉ có quyên quân dịch thôi. Tha chung với nhau xong tát rồi nặt nó mới hết. Ủa sao không chứ nước bồn cầu đâu á. Cái gì quyên con dịch là lại nước quyên rửa bồn cầu á. Lấy nước bồn cầu á tha lên mới hết. Vậy là tha mà anh rửa phải không? Anh tha. Vậy là nãy giờ không phải tha đụng kìa đụng cái tay kìa. Chứ đụng nè nó tới nè chứ đụng. Nước bồn cầu tha. Thôi vậy tha luôn. Giáo sư này cầu bao rồi nè, giáo sư bồn cầu nữa rồi. Khi mà chúng da mình đúng không? Khi mà chúng da mình á, nó mới đầu cũng hiện tượng chứ. Khi mà gần cỡ 10 phút gì đó, nó sẽ nóng da lên và sẽ ăn mòn vô. Tới đùm trứng gái còn da dày bó đắng hết, nó sẽ ngưng lại. Còn con gái còn ai có mép. Thôi đi. Làm sao mua áo mưa cho mấy tôi mặc coi mà. Biết này ha, ra cho kêu điện ra chứ mặc quần chân nội thì đâu chân rồi. Quên mặc quần điện gấp rồi. Đây khoa học cái. Hết hết khói kìa. Đó giờ. Đó giờ mới thấy luôn á nội. Nhỏ lớn luôn, mười mấy hai mét năm nay mới thấy cảnh cảnh này á. Mẹ lòi cục làm sao kìa, gì mà gặn dữ vậy. Lúc giờ nghe acid luôn mà. Giờ lột nọng kìa. Chưa có thấy. Gặn lột nọng ra kìa. Làm gì? Chứ gì nữa? Có giáo sư nào mà gặn địch gì không chờ? Đang tạo hiệu ứng cà lô buôn đất đất. Ông nội tạo lao đấy. Có thì sao mà thử luôn á. Thật cho bóng mưa là thử xỉu luôn á. Thấy coi hai chưa bóng mưa tạo. Quay. Dạ có gì vậy nha anh? Dạ là có chuyện nha. Chúng em một cái. Cái không hiểu đâu rồi. Hai mấy năm nay mới gặp tính này trời ơi. Nó bọt hoài là như nào mà ăn lủng thùng thôi. À, acid gặp nước nó phản học mà sao mà này lên bọt. Đúng rồi, phản học mới lên bọt mới lên khối gì nè. Chứ nó đúng phản học đâu lên đâu. Rồi trời ha. Nào biết hết, nào mới hết khối. Thì đừng cho gió vô nó ủ khói bay ủ nó mất. Nào mới hết khối. Lâu quá à. Nào mới hết khối à. Ông lợi ông khiến chết thì trời mày ngồi dưới đây. Ngồi đi. Làm này ghê mà bạn nhìn nè, lắc tôi anh phải cầm lên cái thùng nó sẽ kéo nó sẽ lủng không? Lủng vậy nước xuống. Thấy nước nó sẽ dai thiệt dai là xong sẽ ăn mòn từ từ vô được. Thôi mình đỡ khoa học vậy đi. Tôi đủ giờ đâu đợi chút xíu đi. Chờ quay lại đi rồi. Là bả lấy thuốc đi. Mà có hẹn giờ nữa hả? Lỡ mai dằn chúng mấy anh em xong, nên mà bả lấy thuốc đi nha. Ừ. Sức bả lỡ chúng vô mặt mày thiếu gớm luôn, nghỉ quay luôn. Anh em muốn cho khó nhiều không? Muốn. Đâu? Anh em qua mặt bên kia đi. Ok. Mặt bên kia đi sẽ khó sẽ nhiều hơn. Thiệt tại vì khi nhìn nhiều quá tập trung nhiều quá nó không nó mất lợi hả? Ê vậy rồi nước miếng vô phải đâu mấy anh em mình quay mặt con kia đi khi mà đừng nhìn nó khó sẽ nhiều lên hơn. Thôi ngộ đi quay mặt bánh đi ngộ quay qua quay qua quay qua quay qua quay qua quay qua nè mình quay qua y ra như là đang biến hình rồi khối lên rồi anh đem đem cái quay qua này nha. Ờ cái quay qua này nha nói đi quay bánh đi đừng quay mặt quay nó khói vô được không có không thiệt mà có khói quay mặt khói đi thiệt quay bánh. Ai lấy đá nè. Chưa đâu. Chưa đâu. Chưa đâu. Chưa đâu. Chưa đâu. Làm chưa mặt qua khỏi nó đi. Chưa đâu. 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 Chưa là sao đá vô luôn. Đâu à? Mày đá thằng đá heo á, sao mà tao nhìn tao đá bánh lắm thế này, nó thấy gì chạy tăng lên. Vô ngồi mà. Coi, mấy răng vô mặt thì sao? Coi, ngồi coi cho kỹ coi. Mình để vô thử mà ăn ngon coi ngon. Ê, ê, thử luôn.
ăn cho có mùi nó thúi á. Ờ nó không ăn ngon. Để mùi nó thúi. Trời ơi, nó bắt nó kìa. Nó rõ chưa kìa. Nè, 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 nó bay vô mình luôn. Á, có nhiều ý trời, nó hiệu ứng tưởng là kính. Thằng không có đắt, nó mới thu qua đây. Nó hết con hồng rồi. Ủa, cái tôi nó đắt nào? Ai, cái này mua vậy? Lô mua đít nào, lô mua đít này. Nó nói, ai chứ mua đít gì đó. Là H2PO của đài truyền hình HBO á. Thì đó đại biểu. Đại trời, có đài truyền hình nữa hả trời. Nó hết con hồng hay gì á. Có liên quan gì chứ. Đó giờ tôi mới biết luôn trời. Hồng gì nó bay vô mình. Em thấy không? Lúc giờ hồng đâu có đây đâu nhiều thấy không? À, đi kỹ nó có cái gì dưới kìa. Dạ, cuối này nàng mắt không lắc nó hết trơn mà nè. Không. Đi kỹ nó có cục gì dưới kìa. Cục ba xít đó ông nội. Tức á. Để xuống mấy cục không nội. Nó lớn kìa đó. Dạ. Anh xít nó nguy hiểm. Đáng ra cục lâm nó quéo cục cứt không tặng. Ừ. Tặng hết trơn ông nội. Thằng lại cuối cái xèo á. Cục sao? Cục sao? Cục cứt nó có loại clomogic gì đó. Chắc axit của mòn của màu vàng đúng không? Bóng nổi bay khói kìa. Đúng rồi. Nó có ít nữa kìa. Nào ngoài phải bỏ đi. Nữa trời. Chứ ngoài trời. Được chưa? Đây có lại 2 3 bắt quay 2 3 lần đi chợ. Đó, bây giờ. Nhiều quá kìa quay. Chợ. Đi ăn hầm. Đúng rồi, nó có khói đúng không? Gió khỏi vậy nè. Của gió của mây á nó sẽ tạo lên một cái đài truyền hình. Đó, ngoài truyền hình ngoài với chợ. Ủa, mưa này bộ có cái cục gì đó. Không lẽ thay thuốc vô mưa, lấy nước bằng cậu thay cho trơn rồi. Trời ơi, sao thay vô mình? Thì đúng, nhờ có mưa này thằng như đây nè, sắp thời hướng nó phản hòa hợp lại nhưng mà không đi đâu ngoại trơn. Nó không? Nó chạy nè, Nó không? Nó không? Nó không? Vậy? Nó không? Hỏi nó không? Ủa bắt tao có ai mà 12 triệu bắt một, nhưng mà có người kia đâu, có giáo mưa với tao không? Hay là anh em nhìn nè. Dễ mặt chi? Em kỹ nha. Ừ. Đi mặt chi trời. Nè, khi mà tẩy cái này nguy hiểm lắm, anh em đừng làm theo tôi nè. Dạ. Dặn nữa không có làm clip á, mấy bạn cũng dặn mọi người luôn. Là đừng làm theo, làm vui. Nó giống nhấp trứng rồi, chắc có nước cùng cậu. Giống nhấp trứng, giống nhấp trẻ vậy đó. Hãy lỡ, thế này các bạn nhìn này nha. Hết vô phai sao chợ. Thôi đi dạy nổi ơi, có gì đâu nữa. Thật chút nha, nhìn nè. Tại sao phải không? Phải là niệm chú nó mới hiệu ứng lên cao đúng không? Em vô một chiếc bình thường. Bắt làm, cắn tay một chút. Có là một chút. Cắn làm coi ơi. Yuto, Yamashita. Yamaha, Suzuki. Chị có hãng xe chống nữa vô. Nói với ta. Cái cộng lông kìa. Cộng lông chưa béo. Nè, một lần là cũng tạc rồi đó ha. Là nó sẽ khói lên và đứng im trong không khí luôn. Em kỹ nha. Đừng có. Anh Ngọc qua đây nha. Anh em đổ á, tôi chỉ là một lần duy nhất trong đời thôi. Tại vì lần thứ hai nó không có tiền mua. Anh tạt nhẹ nhẹ thôi. Anh em nhờ dòm nha. Tại vì nhẹ nhẹ thôi. Tại vì mắt còn khói mà anh Phan tạo anh còn khói không? Còn ăn ngọt. Để thôi nó. Lần thứ hai trời. Nhẹ rồi. Đây tôi tạm đi tại dưới nước còn cầu không sao. Cẩn thận thôi. Đây dưới dưới. Đấy đừng đụng. Mai cái rồi bây giờ. Đây xài chiếc giá trả bãi. Bãi đâu? Bãi chỗ đâu? Có mòn không? Có mòn cái đây đi. Ê mày ơi, làm như muốn. Ê làm như muốn mòn kìa, muốn thủng xuống kìa. Khóc với sao nó tàn nó không cầu lên đầu anh chí sao lắm ngồi đi chạy xuống ơ chạy nó còn cầu ơi nó còn cầu ơi ơi tôi còn lắm tôi còn lắm anh ơi có bị gì không ủa trời ơi khỏi đi chạy ôi trời trời ơi khỏi đi mày anh tôi làm cái gì chuyện mày anh còn không chuyện mày anh còn không chuyện mày phải đứng đi rồi chạy ôi rồi khóc thật rồi em ơi, anh đã đi rồi sao anh còn chờ? Chỉ là buông
mất cái chân mày ơi. Ông đừng có dạy đâu mày ơi. Em đừng có dạy á. Chân mày á. Chân mày á. Tao không à. Không mày còn quen à. Mày còn quen à. Tao thấy đường mà. Ông tốt đó. Nãy kêu ông chị quay qua kia đi. Ừ, ông được cho ông á, nhưng mà anh em vậy? Sao tao không thấy có cảm giác gì chứ mày? Tại đấy mà hút nữa nó mới thấm vô. Đừng tụi sao tôi hết thấy gì rồi, hết thấy rồi mà ơi. Rồi nước còn cậu quá đâu. Mày đó mà. À quên. Không. À sao không? Nó mới mà hút nó mới thấm. Vậy là anh em mình còn nói chuyện nha, đừng mà hút nữa. Dạ mà hút nó sẽ ăn gòn mắt ngoài luôn. Sao cầm ở đâu ngoài trời? Trời ơi trời, nó nãy nó tạc tụi kinh nè. Nhảy đi, nhảy đi. Tăng. Nhảy đi bậy. Vậy là anh được 20 phút rồi đó. Ôi, tặng được, em tặng cái nồi, tặng cái nồi 30 phút. Cá đi, được 30 phút. Wow. Ăn mòn hết rồi. Không mất nước coi. Cũng sống được 30 phút nữa. Sống nào nó ăn mòn sao không em? Sống teo rồi, mọi người. Trời trời, nó không có học. Em có cảm giác gì chứ, quay tao thấy không có cảm giác. Không có cảm giác nhưng mà nó lạnh cái chân mày rồi. Ngỡ người nào, ổng lớn mà ổng chơi nam gì đó. Tại sao giỏi. Rồi anh quay với ông nữa. Chọc chung chứng rồi. Chứ người kia quay bên kia rồi, anh chịu. Quay bên kia rồi, có không chịu đâu. Tại sao lại không quay cái này nữa nè. Nó quay kìa, nó còn nữa kìa. Còn nữa nè. Mấy ăn mọn rồi sao quay lại ăn mọn ơi. Ăn mọn thì lấy khác đắp vô. Tay tay chân đỏ rồi, có bị sao đâu. Ăn mọn rồi. Quên. Nó cần được nếu cậu sẽ uống luôn á. Dạ, uống luôn hả? Uống luôn. Tao sao tàn tao nó cậu dính giòn. Thôi, lại rồi xích chung. Thôi. Ông kêu thí nghiệm vậy rồi lần sau mấy tôi dám ra quay, ông kêu quay sao dám quay. Thí nghiệm gì cái này nó ghê mày. Nó nãy vô mình nó lạnh mắt luôn. Hồi nãy tao được 30 phút để tao lụm cái này tao 40. Lụm nó sao không? Lụm thì cái nén để tao 40. Ai dựng bóng lạnh đó. Đó, nè, chỉ thôi nè. Đó là trời. Chỉ nè. Chỗ là trời. Cho nó hết luôn. Anh em bây giờ tính á. Không. Kêu nó đi gọi xịt á. Anh em bảnh đâu? Anh em bảnh được chưa qua? Đi đang bảnh được chưa qua? Đi bả đi chú bả. Dạ, 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 ghế đi bển nha. Ừ, con ghế đợi đi nha. Đợi đó. Chặt cái kem hết rồi nó mới nắm cái điện thoại nó quá dữ lắm. Điện thoại của mày này ơi. Em đợi một chút nha, còn phần 2 nữa, đợi chút.